Nghề chọn người hay người chọn nghề? Đây là câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều từ các bạn, đó là chị ơi, nghề chọn mình nên mình không cần chọn nghề, đúng không ạ? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện của mèo. Điển hình nha, mèo học văn bằng 1 đầu tiên đó là ngành quản trị kinh doanh chuyên ngành marketing, nhưng từ đó cho tới bây giờ là mèo làm hoàn toàn trong ngành giải trí truyền thông. Mèo làm từ biên tập sản xuất rồi đủ cơ duyên thì mèo có được làm đạo diễn. Rồi từ đó mình cảm thấy mình yêu thích, mèo mới quay ngược lại trường sân khấu điện ảnh để mèo học đạo diễn điện ảnh truyền hình ở văn bằng số 2. Rồi cũng lại hữu duyên trong quá trình dịch bệnh, mèo làm TikTok và được mọi người biết đến và tìm đến mèo để chia sẻ những câu chuyện, để tư vấn tâm lý nhiều hơn. Thì mèo thấy với những kiến thức trải nghiệm của mình có thể là chưa đủ để có thể giúp đỡ được nhiều người hết sức có thể, thì mèo quyết định chọn học văn bằng đại học thứ ba, đó là tâm lý học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tức là từ đó tới giờ trong cả cuộc đời sự nghiệp của mèo, mèo làm trước xong rồi mèo mới quay lại học thêm. Nhưng cái vấn đề đáng nói ở đây đó là làm sao để cho nghề chọn mình. Nhất là bạn phải chủ động chịu làm trước đã, bạn phải hết lòng thử sức với từng công việc mà bạn có thể va chạm với nó thôi, các bạn có cơ hội được làm việc đó. Như mèo ngày xưa á, là mèo đi là dạy văn luyện thi thì 200.000 một giờ, thời điểm đó là cũng rất là lớn rồi, tại vì mèo có cái background là chuyên văn, mèo dạy suốt liên tục cả tuần 2, 4, 6, 3, 5, 7 đều dạy, mỗi ngày dạy 2 ca nữa. Mỗi lần tới giờ chuẩn bị đi dạy cái mình cứ cảm thấy không muốn đi. Rồi lúc đó mèo còn nói là ngày xưa mình đi học á, mình muốn nghỉ là mình nghỉ, còn khi mà mình đi dạy rồi thì không phải muốn nghỉ là nghỉ. Rồi một lần nọ có một người bạn gọi hỏi mèo là bên công ty anh có tuyển biên tập, em có muốn thử không? Trong khi trước đó chưa bao giờ mèo làm biên tập viên luôn. Mèo bảo đi, đi phỏng vấn. Dù mình không biết, không có kinh nghiệm, không có trải nghiệm gì với cái nghề đó hết, nhưng mèo vẫn phải đi, mình phải nắm bắt cơ hội đó trước đã. Xong rồi coi báo Hoa học trò, cũng thấy báo Hoa học trò tuyển cộng tác viên viết bài, apply vô. Hầu như mèo chưa bao giờ từ chối bất kỳ cái cơ hội nào đến với cuộc đời của mình. Thật ra nếu so sánh nha, các bạn sẽ thấy việc đi dạy nó rất nhẹ nhàng. Mình đến đó 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, mình dạy xong mình đi về, nó rất nhẹ nhàng. Còn làm ví dụ event, sự kiện, làm chương trình có khi mấy tháng ngày trời, các bạn phải ăn dầm nằm về ở phim trường, ở set quay, thiếu ngủ, quên ăn. Nhưng mà các bạn sẽ cảm thấy rất là vui khi các bạn làm điều đó, dù cho nó cực hơn ngày kia. Mèo có hay chia sẻ với các bạn học việc đó là nếu tụi em làm cái nghề này, tụi em cảm thấy dù rất mệt nhưng tụi em vẫn muốn làm thì đó chính là đam mê của tụi em. Chứ không có chuyện nằm chơi ở nhà rồi nghề tự đến gõ cửa, ê, say hello, tao chọn mày nè đâu. Nghề nghiệp có thể được đến với bạn dưới cái tên cơ hội và được đưa đến bằng duyên. Bạn có thể xem đó là việc mà nó đã chọn bạn, còn việc bạn có giữ được nó hay không hoàn toàn nằm ở hành động và sự cố gắng của bạn. 你走之后, 整个世界, 像是期待黎明的黑夜,